đây các bác nhá, đây là cốt thân gỗ vừa cắt thêm một lưới hoa này, đây hoa nổi cây này, đây là những chuẩn bị ra những cây được hoa mới. Vâng, chào cả nhà nha, đây là cây giống cúc thân gỗ và bây giờ thì mình sẽ giao cho khách nhé. Đây là dòng cây giống cúc thân gỗ được đóng trong bầu. Đóng hàng đầu năm các bạn.